Vâng, xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay Team Thiên Hà đã có mặt tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Vâng, đây là một trong trung tâm của thành phố và hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan ngôi biệt thự villa của Bảo Anh. Vâng, với diện tích 500m thì đây là một không gian đáng sống và rất tuyệt vời ở trong trung tâm thành phố Việt Trì này. Và với một trong điều kiện mà không khí tự nhiên, thiên nhiên rất gần gũi thì chúng ta lại càng cảm thấy ấn tượng hơn. Nhưng hôm nay Team Thiên Hà sẽ giới thiệu với các bạn một bộ dàn mà do chủ nhân rất đam mê và yêu thích và muốn được một sở hữu một giọng của đôi loa đến từ Anh Quốc. Và chúng ta sẽ cùng xem đôi loa đó là đôi loa nào. Bây giờ mời các bạn theo tôi vào trong nhà và chúng ta cùng tham quan. Vâng, với diện tích 500m nhưng mà không gian thiết kế thì rất là hiện đại theo một phong cách đơn giản, tối giản hóa nhưng mà lại cho được một cái công năng sử dụng rất là tuyệt vời. Và bây giờ các bạn cùng vào với tôi. Vâng, các bạn đang xem một không gian đây. Các bạn cứ nhìn xem, với không gian chỉ có hơn 2 tầng thôi nhưng mà diện tích thì rất là tuyệt vời. Và đây là có một sự rất là gần gũi với thiên nhiên. Các bạn nhìn đây, đây là những cây tùng La Hán. Và đây là những cây tùng cổ quý rất là lâu năm của gia chủ đã sưu tầm và chơi những dòng này. Và với đằng sau một hệ thống sân vườn thì cũng rất là tuyệt vời các bạn. Còn đây là một hệ thống bể bơi sinh thái để dành cho các em nhỏ trong gia đình. Thì các bạn thấy có một không gian nào có thể tuyệt vời hơn không gian này nữa không? Và đây là những người bạn của anh cũng hôm nay đến đây chơi và uống nước chè và cùng phụ giúp và để trải nghiệm bộ dàn của Thiên Hà Audio cùng anh setup lên. Bây giờ mời các bạn, tôi cùng các bạn vào trong phòng bên trong này, nơi hệ thống đặt bộ dàn. Vâng, xin chào các anh. Vâng, chào anh. Đây là những cái bạn thân của anh chủ. Còn hôm nay thì chúng ta cùng vào phòng này. Với một không gian diện tích tầm trên 30m, gần 40m thì đây là một không gian rất là tuyệt vời. Và các bạn nhìn thêm, đây một khu setup của anh chỉ đơn giản thế này. Trước đây thì anh đã từng chơi những cái loa âm trần rồi, nhưng mà sau này thì anh muốn có một bộ dàn cho nó đúng âm hình stereo. Thì Team Thiên Hà cũng đã giới thiệu cho anh một bộ đôi đến từ hãng Marang 8006 Network Player cộng với cả âm ly Marang và một cặp loa Froasi. Và bây giờ chúng ta cùng xem. Đây là một cặp loa rất tuyệt vời đến từ Anh Quốc. Cặp loa Froasi này, D2 chép hitbon này thì được thừa hưởng một cái công nghệ rất cao của những dòng loa đầu bảng của hãng. Và dòng loa này thì làm hoàn toàn được làm bằng gỗ tự nhiên nên các bạn sẽ nhìn thấy các cái vân gỗ, cả màu gỗ thì rất là đẹp. Và với một chép hitbon với bề rộng thì là 60mm và bề rộng là 10cm thì các bạn thấy đây là một chép hitbon điện động và hoàn toàn dùng bằng các nhôm anu xếp thành lá. Và đây là một trong những chép rất là quý và hay trong của audio và cũng được nhiều hãng người ta cũng rất là ưa dùng, nhưng chỉ dùng với những cái sản phẩm cao cấp nhất. Còn phần dưới này với một bát 16/5 để quản lý các giải trung và giải trầm và được làm bằng sợi thủy tinh, sau đó đã được gia cường thêm thì người ta đã làm thêm một hệ thống gân cao su rất là mềm thế này để cho một cái giải trầm xuống rất là sâu. Và đây là một đôi loa bookshelf nhưng tôi lại rất ấn tượng với giải trầm qua những nốt nhạc nghe thử đầu tiên. Và toàn bộ hệ thống loa này thì đặt được ở trên xương găng đúc và trên này có chữ Froak. Nhưng mà dòng loa này thì các bạn nhìn xem, nó có một cái mũi định âm bằng mạ vàng. Đây là một cái điều rất là lạ đối với các dòng loa. Nhưng những năm gần đây thì những dòng cao cấp và một số hãng đã đưa những cái tiêu chí này vào để người ta muốn cái hướng âm nó chuẩn đến tai người nghe và nó có sự đồng pha. Tuy là một đôi loa bookshelf nhưng giải trầm của dòng loa này lại xuống rất sâu, xuống dưới 35Hz. Đây là một đôi loa đến bookshelf đến từ Anh Quốc. Và đôi này hoàn toàn được sản xuất tại Anh. Đó là một giá trị rất trân quý. Và được chủ tịch hãng luôn luôn đặt cho mình một cái điều kiện là đây là một dòng loa rất là được chủ tịch hãng ưa thích, ưa dùng và để chuyên môn để thử ở những phòng riêng của ngài. Còn hôm nay tại Thiên Hà chúng tôi cùng với anh thì set up thêm một cái bộ đến từ hãng Marang của Nhật. Đây là một bộ Marang 8006 được sản xuất hoàn toàn tại Nhật và với công suất danh định lên tới 100W cho một kênh. Thì gần như là những đôi loa nào đối với đi tức là được sử dụng cùng Marang này thì cũng đều cho được một cái chất âm rất là dày và ấm. Và đây là một cái tiêu chí của trong audio, tức là nó mang tính chất thuần analog nhiều.
Và dòng này thì nó có sử dụng công nghệ HDIM, đây là một công nghệ rất hay của hãng và được sử dụng, tức là biến áp xuyến cộng thêm với cả đường coi như là hồi tiếp âm, tức là feedback, tức là luôn luôn ở trong tình trạng điều kiện rất là tốt khi sử dụng dòng âm ly Marantz này, đó là phần công suất. Còn ngược lại ở phía phần trên thì đây là đầu CU Network Player, đây là chỉ đầu Network Player thường thì chắc là cũng không có gì nhiều phải nói cả vì giải mã cũng chỉ lên 24 bit, 192 kHz, nhưng mà đây lại là một network mà nó có áp dụng công nghệ thêm một cái DAC ở ngoài, như là mình chơi thêm một cái công nghệ đó. Và cái công nghệ này thì nó rất là hay, là khi các bạn mà không muốn nghe DCD hoặc các bạn muốn tìm hiểu về các bài hát mới thì các bạn có thể chơi sang stream nhạc trực tiếp, và nó có thể kết hợp cùng với cả một ổ cứng 4T để ta được sử dụng được nó như một cái DAC thuần. Nhưng cái quan trọng với những dòng này, nó hoàn toàn là những hàng sản xuất được ở Nhật và được hãng rất là chú trọng, vì đây là một cái phân khúc mà được hãng rất là chú trọng để đưa vào sản phẩm người nhiều nhất, vì đây là cái vũ khí tối thượng của hãng Marantz để đưa vào để doanh số bán hàng cũng như là các cái tiêu chí về hàng này, nó là số 1 của Nhật chỉ sau mỗi Lichtman và Akufei. Và chúng tôi kết hợp với hệ thống này với một hệ thống của dàn dây Allen Lisit đến từ Mỹ để chúng tôi kết nối Colex cũng như là các dây nguồn của hãng Fulltech phủ bạc Nano. Còn một điều không thể không nói được, đó là một súp trầm đến từ hãng Reo Anh Quốc. Vâng, với một băng thông rẻ tần thì luôn luôn nó là một sự hao hụt của các loa Buxell. Thì với dòng loa trầm này, âm thanh có thể xuống tới dưới 30Hz thì các bạn yên tâm hoàn toàn về rẻ trầm của dòng loa Reo này. Và dòng Reo này thì nó là một cái súp điện nên nó chỉ ăn phần công suất, trên tức là nó chỉ lấy tín hiệu vào chứ không ăn phần công suất. Và cái phần hay của súp Reo này là luôn luôn dùng dây Newtrik, tức là dây triệt tiêu, dây 3 đường tiếng, dây tức là ba sợi dây tín hiệu thì nó có sẽ sự triệt tiêu nhau và nó cho một âm thanh chuẩn, không bao giờ bị lệch pha so với dòng khác. Và với cắt tần từ 30Hz, dưới 30Hz lên tới 90Hz thì các bạn yên tâm về các kỹ thuật của Thiên Hà sẽ giúp các bạn để cắt làm sao được cái giải tần cho nó phù hợp nhất với cả dòng loa. Khi dòng loa của Froart xuống dưới 45Hz rồi thì cái phần này nó chỉ là cái phần bổ trợ rất là tốt. Và đây là hai sản phẩm cùng đến từ Anh Quốc, đây là một cái đáng ghi nhận của team Thiên Hà Audio. Còn bây giờ cũng không phải để các bạn ở lâu, sau đây chúng tôi sẽ có những buổi test nhạc ngay cho các bạn. Xin mời. Say không.
đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình yêu. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn lại vì sao anh lẻ loi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bận khóc, anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp hai chúng ta? Xin cảm ơn gia chủ của Villa Vương Anh. Thì hôm nay anh là chủ nhà. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh đã tạo điều kiện cho Thiên Hà Audio chúng tôi có một buổi trải nghiệm hôm nay. Và cũng cảm ơn phu nhân của gia chủ. Và chúc anh chị có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc ở trên cuộc sống này. Và tất cả mọi cái là đều có một cái sự cảm ơn của Thiên Hà Audio đến vợ chồng anh chị ạ. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ, vâng.